Rồi xin chào mấy anh em ha. Thì bữa nay em giới thiệu cho anh em mấy cái mấy mẫu bội bên em nghe anh em, mấy mẫu bội với giò bẫy cua gáy ha. Thì giò bẫy cua gáy bên em bán đủ 3 dòng nghe anh em, dòng chữ O, chữ U và chữ C ha. Thì mấy dòng bên em bán này, mấy dòng này là dòng Thái, dòng Malai và dòng Việt nghe anh em, 3 dòng nha. Thì anh em cần mẫu nào thì alo em nghe anh em. Thì bên em bán hàng cấp độ C7 nghe anh em. Bên em bán cấp độ C7 ha. Thì cái này bên em xe bằng máy nha anh em, xe bằng máy đẹp lắm. Thì dây là dây siêu bền nha anh em, phen đúc liền luôn. Thì mấy chân cắm của nó là bằng thép nha anh em. Thì mình đủ giọng cho nha anh em, dòng chữ C nè. Thì bên em có bán nhờ 7 chân, 10 chân nha anh em. 5 chân luôn. Thì anh em cần mẫu nào thì alo em, mấy mẫu này bán nhiều lắm. Để em tắt cái ra cho anh em coi ha. 10 chân nha anh em. Cước xe rất mạnh nha anh em, 7 cộng ha. Thì cái này là 7 cộng cước mạnh xe lại nha anh em. Xe bằng máy ha, đẹp lắm. Thì chân cắm của nó là chân cắm đẹp dẹp nha anh em, nhấp nhọn ha, làm bằng thép nha anh em. Còn phen trên này là phen đúc liền luôn ha, em vận động luôn. Thì dây của nó là dây siêu bền nha anh em, dây siêu bền ha. Dây màu nâu nâu, màu đất á nè, màu đất màu cát ha. Thì cái dòng này là dòng tàng hình nha anh em. Khi mà em quay gần về đây thì anh em thấy nó rõ lắm. Khi mà em tách ra từ cổng á, đưa ra ngoài xa chút xíu là khó thấy lắm nghe nè. Chữ O, chữ U, chữ C, ba đủ 3 dòng nghe nè. Dòng C ha, đầy đủ anh em, tùy theo sở thích của anh em nghe nè. Anh em cần mẫu nào thì alo em. Cái này thì anh em nào đi vẫy cô gái thì biết nghe nè, xài nhiều lắm, thì bán nhiều lắm nghe nè, đẹp lắm. Nhiều lắm nha nè. Em giao hàng toàn quốc nha anh em. Số điện thoại em để trên tiêu đề á. Anh em điện số đó hoặc là anh em nhắn tin Zalo thì em sẽ gửi mẫu bên Zalo cho anh em coi. Hoặc là em nghe anh em xin địa chỉ anh em gửi về luôn. Anh em điện em trực tiếp ha. Hoặc là mình có thể qua bên hàng Shopee anh em. Shopee, Lazada, TikTok thì bên em đều có đăng bán đầy đủ bên đó hết. Anh em gõ bên kênh bên trang của em là kênh Bảy Thép nha anh em thì nó sẽ hiện lên. Thì bên đó thì em đăng nhiều mẫu lắm, bên em thì nhiều mặt hàng lắm. Thì khoảng mấy trăm mặt hàng như là từ quần áo ngụy trang, liều lục bẫy, chim giả. Chim giả có cút, con cút nha anh em. Quất, bìm bịp, mắt xéo, chằn nghịch đầy đủ hết nha anh em. Hay gọi gà nướng cúng núm đó thì bên em đều có bán đầy đủ hết trơn nha anh em. Thì rồi tiếp tục là em giới thiệu cho anh em là cái thằng bội nghe nè. Thì bội này là cái đầu tiên giới thiệu cho anh em bán cái dòng chạy nhất bên nhà em nghe nè. Thì cái này là đang lục giác 5 gem nha. Lục giác 5 gem nghe nè. Thì này có nhúng nước sơn màu xanh nhà bên đó nè. Trang ha. Cái dòng này dòng tàng hình nha nè. Thì thường là anh em mua cái dòng bội này nhiều lắm nè. Dòng bội này thì bên em làm không kịp giao luôn nha nè, bán nhiều lắm. Cửa làm rất rộng rãi nha nè, cửa làm rộng rãi nên khi mình bắt ra vô nó không dướng hai cánh. Thì ngoài ra em có bán kèm luôn cái đáy nha nè. Thì cái đáy, cái bội không hiện tại thì em đang bán giá là 270, kèm cái đáy nữa, cái đáy 40.000 nữa là 301 nữa nha anh em, bao phí ha. Cái đáy 40.000 là 301 nha nè, bao phí anh em luôn ha. Về tới tay anh em là 301 nha nè. Này thép đen, thép dẻo nha nè. Này bán nhiều lắm, này đang tay đang kỹ lắm nha nè. Thì anh em nhìn mấy cái anh em nhìn mấy cái nè, đang đều lắm ha, đẹp lắm nha nè. Đây làm tay ha. Thì 301 nha nè, kèm đáy luôn nha nè, bao phí anh em ha. Còn cái này bội này thì đang thường nha nè, bội này đang thường thì hiện tại thì em đang bán giá là 170 nha nè. 170 bao phí luôn ha. 170 bao phí nha, cái này đang thường nha nè. Còn bộ này cua ngói cua gần nha nè. Thì bộ cua ngói cua gần này thì em đang bán giá là 101. Riêng cái bộ này thì em cũng bao nha nè, 101 ha, không bao phí nha nè. Anh em cần mẫu bộ nào thì alo em nha nè. Em giao hàng toàn quốc nha, số điện thoại để cho tôi đề. Anh em điện số đó nhắn tin Zalo nha nè. Còn lần nữa em cảm ơn mấy anh em lâu nay ủng hộ em. Chúc anh em ngày mới thật nhiều sức khỏe nha nè. Bye, hẹn gặp lại anh em sau nha nè.